Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Lại là mình review game của anh em đây. Ok anh em ơi, hôm nay đồng hành với anh em mình trên bản mây sẽ là cái số vốn 74 củ này. Đấy, làm hôm nay anh em mình sẽ phải chọn vào cái bàn xanh để gọi là kiếm một tí lũa anh em nhá. Ui, hũ này quá là khủng khiếp để có thể gọi là săn ngày hôm nay rồi. Cậu này phía trước anh em, cầu chạy dạng gì linh tăng linh tính này, lởm khởm quá anh em ạ. Lên như thế này anh em mình cứ bắt gọi là một cửa tê trước mặt đi đã, được chưa? Đấy, 74 anh em mình hôm nay mình bắt thử xem nào. 4312 này, 4213 này. Đấy, bắt lên 3 tê thế này anh em nhá. Ok, soi sơ qua một tí. Úi trời ơi, nhìn phát hai quân thôi đã gọi là đủ ngay về tê rồi anh em ạ. Đấy, soi sơ nhưng mà lại chốt chắc luôn anh em nhá. Đấy, tiền tư góc thật luôn anh em nhá. Quá nét đúng không nào? Đấy, tiếp tục thôi anh em ơi. Như tôi nói đấy, bên này là 4312 giờ là 4213 này. Đấy. Lại tiếp tục, anh em mình sẽ vào ngay một cửa T này. Ok chưa? Vào game hôm nay là 74, hiện tại là anh em mình vẫn đang còn 3 củ dương anh em nhá. Đấy, vẫn là chơi trên số lãi thôi, thoải mái thôi anh em ạ. Đấy, anh em cũng nên gọi là học một cái cách chơi như thế nào, làm như thế nào có thể gọi là thi triển được các cái đường đi vốn trên số lãi anh em nhé. Đấy, vừa có lợi cho cái đồng vốn của anh em mà vừa giúp cho anh em thoải mái tinh thần. Đấy, quan trọng là cái phần thoải mái tinh thần, anh em có thể gọi là suy luận và quyết định chín chắn hơn khi mà anh được thoải mái nhá. Đấy, để xem lần này là nó có là một chiến thắng ngon nghẻ cho anh em mình hay không. Đấy, giờ thì lật đảo. Úi đồ ở đây rồi, đâu rồi và đây rồi, lại tiếp tục một cửa tây anh em nhá. Đấy, đúng y gì đúc những gì anh em mình đã tính anh em nhá, quá là ok luôn anh em nhá. Đấy, anh em nào mà học được quả mẹo dùng để bắt gầu của tôi thì hai tay anh em mình đánh to là một chút thì gọi là bú siêu nhiều rồi. Đấy, tay vừa rồi anh em mình đã liếm được gọi là 6 mở rồi. Đấy, 4312 rồi là 4213 rồi này. Đấy, sau khi đã lên được như vậy rồi có lẽ là tròn rồi anh em này. Chạy 22 ở đây mình sẽ chạy 333 đi anh em nhá. Đấy, ở đây là 222, bây giờ anh em mình sẽ bắt 333, mình sẽ vào ngay vào tay X đầu tiên xem như thế nào, thăm dò như nào đấy nhá. Tay này đã là tay thứ 3 liên tục rồi. Đấy, hai tay vừa rồi mình ăn khá là dày rồi. Tay này mình sẽ gọi là vào vừa vừa một tí đi. Nếu như mà tiếp tục liếm thì tay sau mình nghĩ, còn tay sau tay này mà anh em mình mà gãy luôn thì tay sau anh em mình sẽ làm một phát to hẳn luôn nhá. Ok chưa? Xem nào anh em ơi. Rồi 611 đây anh em ạ. Ôi rồi ôi. Nặn ra cây 6 rén trứng dai đá lô tô luôn anh em ơi. Thế mà may quá nó vẫn ra được hai quả một cho anh em mình. Đấy, ngon rồi anh em ơi. Đấy, tay này như tôi đã nói ban đầu rồi, tay này ok anh em mình liếm xong rồi thì là nghỉ thôi. Được chưa? Đấy, ba tay thông quá là ngon rồi anh em ạ. Anh em biết tại sao cần phải nghỉ tay này không? Bởi vì là thứ nhất, đó, mình ăn quá nhiều rồi thì đầu óc của mình nó sẽ không được minh mẫn. Đấy, tay này mà có thua thì anh em mình sẽ sốc lại tinh thần được. Còn nếu mà tay thứ hai mà anh em mình thắng quá nhiều tay thì anh em mình nên nghỉ một chút để tránh gọi là vì nó soi đến từ nhà cái anh em nhé. Đấy, như tôi nói là muốn bắt một cửa xỉu này thì tay này anh em mình sẽ không đặt anh em nhé. Xem có phải lần này là về xỉu tiếp hay không này. Đấy, bấm vào đánh dấu cho anh em xem này. Một cửa đấy, một cửa X anh em ạ, một cửa X có phải là một cái chuẩn xác mà anh em mình đã dự đoán hay không? Cửa X anh em nhá. Khú rồi ôi, đúng là một cửa X luôn anh em ơi. X 9 điểm luôn anh em nhá. Đấy, tôi nhận xét có tí đâu anh em. Đấy, quá là tín luôn gì nhỉ? Như tôi đã nói với anh em rồi. Đấy, 4312 xong rồi chạy 22 là 4213 thì bây giờ chỉ có chạy 33 thôi. Nhưng mà nói 33 ở đây thì chắc là sẽ không là 3 lần 3 thôi anh em ạ. Đấy, tay này lên 3 thì hơi khó một tí anh em ạ. Bắt bằng sẽ khó anh em ạ. Có lẽ tay tiếp theo anh em mình gọi là cứ từ từ vào nhẹ một cái tay X đi. Đấy, khó thì anh em mình vào ít thôi nhá. Đấy,
Cái 8 lít đối với mình quá là bình thường nó với cái số tiền hiện tại mình đang có rồi. Đấy. Để xem anh em mình có thể tăng thêm được một chút và cái số tiền mình đã có sẵn cho tài khoản này thôi nào. Đấy. Quay trở lại với con cầu này thì anh em mình có thể chờ xem là tay này mình có ok không nào. Úi rồi không thể thua đấy anh em ơi. Một tay x10 em nhá. Internet nét là nét khét là nét luôn anh em ơi. Ôi rồi ôi như này thì bắt gọi là thông nhá. Không oánh thì thôi, vào phát nào là sóc phát đấy luôn anh em nhá. Đấy. Như này thì tiếp tục tay sau à. Nãy giờ chưa ra cầu đối rồi, bây giờ anh em mình bắt cầu đối đây sẽ là một tay x. Đấy. 4 3 1 2 này. Chạy E2 này, 4 2 1 3 này, chạy 3 3 này. Ở đây tay tiếp theo mình sẽ bắt một cửa T đi nhá. Một cửa T là hợp lý rồi. Một cửa T nó rất là hợp lý luôn anh em nhá. Đó. Để xem cái kết quả một T này có phải là hợp lý hay không nào. Đó. Anh em mình cùng chờ đợi xem cái kết quả xem nhá. Đấy. Sau một tay này tay nữa có lẽ là anh em mình thuận lợi thì anh em mình có thể gọi là chốt luôn anh em nhá. Chốt lúa luôn anh em nhá. Đấy, được chưa anh em? Xem là hôm nay anh em mình có nghỉ sớm được hay không nào. Ui ôi biết ngay khó này. Khó rồi anh em ơi. Đã gọi là bẻ vào cái tay 2 lít của mình. Thắng liên tục là bắt đầu là anh em thấy trong lại đấy, sẽ có những lúc anh em thua thôi. Đấy. Nãy giờ gọi là chạy chưa quá 4 ô anh em nhá. Đấy. Chưa quá được 4 ô anh em ạ, 4 ô ngang anh em nhá. Tay sau để anh em mình có thể theo con cầu này là 134 đây là 134 này. Đấy, kết thúc con cầu này rồi này. Đấy, ở giữa mình đã gọi là tính tròn kết thúc để ở đằng sau là một T này. Bên này sẽ tiếp tục sẽ là một T anh em nhá. Tay T này anh em mình sẽ tính là tay kết này nha. Đấy, gọi là làm quả gọi là giữ lại cái số tròn của anh em mình thôi. Để xem một cửa T của anh em mình ở đây nó có gọi là chuẩn chỉ hay không nè. Bú liên tục rồi nhưng bây giờ bị gọi là gãy là chuyện bình thường nhé. Đấy, 50-50 xác suất nó là như thế mà. Đấy, 50-50 thì phải có thua, phải có thắng anh em ạ. Úi rồi ôi đấy anh em thấy chưa? Phải có thua, phải có thắng gọi là thua liên tiếp rồi bù vào những cái chuỗi thắng liên tiếp này. Nhưng mà quan trọng là anh em mình thua là một hai lốp, còn thắng là anh em thắng mình phải củ anh em ạ. Đấy. Thôi thì anh em mình dừng nói được nhá. Đã gọi là chuẩn như này rồi anh em mình gọi là nghỉ tay này thôi. Đấy. Để con game hôm nay là khoảng tầm bảy mấy nhỉ. Đấy. Hôm nay là anh em mình chốt được 83 gọi là thành công mỹ mãn rồi. Đấy. 74 mà giờ 83 là anh em mình đã cộng 9 rồi. Đấy, 9 ngon luôn đấy nhá. Quá là đẹp rồi. Đấy. Ok, chúc anh em có thể kiếm lúa thành công ở trên con game này nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye tất cả anh em.